Sáng nay 27 tháng 4 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo. Với quy mô tổng diện tích 131,74 ha, dự án có công suất 1.200 MW, là dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là dự án nguồn điện cấp bách thuộc tổng sơ đồ điện 7 và tổng sơ đồ điện 7 điều chỉnh. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia với doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỷ đồng một năm, sử dụng trực tiếp và gián tiếp trên 400 lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng. Đến nay, hai tổ máy đã hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm thu và đã phát điện cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 1 tỷ kWh. Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, an ninh năng lượng, đảm bảo cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Để phát triển ngành điện, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được Chính phủ giao làm chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án nguồn điện. Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 mang nhiều ý nghĩa to lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc và cả nước. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia với doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỷ đồng một năm, sử dụng trực tiếp và gián tiếp khoảng trên 400 lao động tại địa phương. Thủ tướng đã chỉ rõ bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để áp dụng cho các dự án khác đang và sẽ triển khai của cả nước nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng. Qua đây, Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, góp phần bổ sung nguồn điện cho đất nước, nhất là trong bối cảnh miền Bắc tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện trong những năm tới. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 sớm hoàn thiện công tác quyết toán và báo cáo hoàn thành dự án theo quy định. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, hôm qua tại thủ phủ tỉnh Santa Fe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Córdoba Juan Chiaretti, Thống đốc tỉnh Entre Ríos Gustavo Bodet. Tại buổi tiếp, chia sẻ một số kết quả nổi bật của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo cấp cao và Quốc hội Việt Nam và Argentina đã thống nhất nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa hai cơ quan lập pháp trên cả bình diện song phương và đa phương. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina. Trong đó, quan hệ giữa các địa phương giữ vai trò quan trọng. Thống đốc cảm ơn và bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian thăm tỉnh Santa Fe và tiếp lãnh đạo ba tỉnh. Các thống đốc mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội sang Việt Nam tham dự các sự kiện thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư như Food Expo. Đây là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, thiết lập quan hệ hợp tác và tìm hiểu thị trường xuất khẩu của nhau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Santa Fe với vị thế chủ chốt trong vùng tam giác phát triển miền Trung Argentina cùng với hai tỉnh Córdoba và Entre Ríos quan tâm thúc đẩy và ủng hộ chính phủ Argentina trong chủ trương mở rộng hợp tác và hội nhập kinh tế, ủng hộ việc khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam khối thị trường Trung Nam Mỹ. Nhân dịp này, Thống đốc Omar Angel Perotti cũng đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ danh hiệu khách mời danh dự. Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương. Theo đó, các cơ sở y tế phải đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Công văn cũng lưu ý, trong trường hợp có diễn biến đặc biệt như bùng phát dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm, cấp cứu, thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị đơn vị có báo cáo khẩn về cơ quan quản lý trực tiếp để kịp thời giải quyết. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và các địa phương về an toàn vệ sinh lao động.
Tại buổi đối thoại, các bên đã thẳng thắn trao đổi về nhiều nhóm ý kiến về quản lý máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhóm ý kiến về quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, nhóm ý kiến về chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhóm ý kiến về lĩnh vực khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động, nhóm ý kiến về lĩnh vực quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động. Bên cạnh việc tổng kết, thống kê lại những vấn đề đã triển khai được trong năm 2022, buổi đối thoại cũng đã đưa ra được những vấn đề còn tồn đọng của vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Toàn bộ các kiến nghị và kết quả của cuộc đối thoại sẽ được báo cáo gửi tới Chính phủ và chuyển tới các thành viên Hội đồng Quốc gia. Một số vấn đề quan trọng sẽ được xem xét lựa chọn để đưa ra biểu quyết trong Hội đồng Quốc gia trong phiên họp thường kỳ sắp tới. Kể từ năm 2023, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Điều này sẽ tạo cơ hội để thí sinh đưa ra những lựa chọn ngành nghề phù hợp, cũng là tạo thuận tiện trong việc tham gia các kỳ thi xét tuyển khác nhau của thí sinh. Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng quyết định kết quả kỳ thi đánh giá năng lực có thời hạn 2 năm. Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 là năm đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi có giá trị trong 2 năm để đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước mà thí sinh có nhu cầu. Đây được cho là một trong những phương án tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi tham gia kỳ thi. Bắt đầu từ năm 2023 thì các cái kỳ thi sẽ được tổ chức trên máy tính, thi trắc nghiệm hoàn toàn. Và sau khi thi xong thì thí sinh cũng đã biết được cái kết quả của mình. Đồng thời là cái kết quả thi đó thì sẽ được thí sinh sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận có thời hạn trong 2 năm. Và thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng cái giấy chứng nhận này để nộp vào bất kỳ một cái trường đại học nào mà có sử dụng cái kết quả này để xét tuyển đại học. Và tính đến thời điểm này thì năm nay đã có hơn 30 trường đại học đã đăng ký sử dụng cái kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Hà Nội để xét tuyển đại học trong năm 2023 này. Không chỉ có Đại học Bách khoa Hà Nội, đây cũng là năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng phương án này trong các hoạt động tuyển sinh liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của trường. Đại học Quốc gia Hà Nội thì hiện tại đang xây dựng đề án tuyển sinh cho năm 2023, nhưng kinh nghiệm kế thừa từ năm 2022 là hầu hết các đơn vị đào tạo, 12 đơn vị đào tạo bậc đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục sử dụng bài thi đánh giá năng lực như là một phương thức xét tuyển. Và năm 2023, năm 2022 chúng tôi có 60 trường đại học trong cả nước sử dụng. Và năm 2023 đến thời điểm này là có 65 trường đại học đã tuyên bố sử dụng. Dự kiến thì sẽ tiếp tục tăng lên và không dưới 70 trường đại học sẽ sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực. Có thể thời gian tới còn tăng hơn. Việc kéo dài thời hạn hiệu lực của kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy lên 2 năm không chỉ tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các ngành nghề khác, mà còn tạo cơ hội cho học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi sớm để trải nghiệm, làm quen, thậm chí dùng để xét tuyển đại học cho năm sau. Khá là hay, tại vì một số học sinh bây giờ cảm giác bị mất định hướng khi vào các trường có thể đôi khi dẫn đến việc đi vào một số khoa mà các bạn không thật sự mong muốn. Vậy nên việc giữ lại kết quả này sẽ giúp cho các bạn có thêm một cơ hội để mà chọn vào khoa mình thật sự muốn, để mà không bị lãng phí mất 4 năm đại học của mình. Trên thực tế thì có rất nhiều bạn hết năm lớp 11 rồi thì các bạn cũng đã có đầy đủ các cái năng lực tư duy để có thể theo học trên môi trường đại học được rồi. Do vậy có nghĩa là với cái thời lượng mà cung cấp cho các bạn ấy là trong thời hạn 2 năm, thì có nghĩa là những em học năm nay đang học lớp 11, nếu các em ấy đã có đủ tự tin thì các em hoàn toàn có thể đăng ký dự thi. Và nếu như cái kết quả bài thi mà hoàn toàn tốt thì các em hoàn toàn có thể dùng cái kết quả này để sang năm các em xét tuyển đại học. Còn lại trong thời gian trong năm lớp 12 thì các bạn ấy có thể dùng cái thời gian đấy để trau dồi thêm các kỹ năng để sẵn sàng lên môi trường học đại học mà không phải quá lo về cái việc thi cử trong năm lớp 12 quá áp lực nữa. Việc kéo dài hiệu lực kết quả kỳ thi cũng sẽ giảm thiểu tình trạng quá tải cho các đợt thi và kỳ thi và hạn chế việc diễn ra những kỳ thi không cần thiết gây tốn kém. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đang được sử dụng trong phương án xét tuyển của gần 60 trường và cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm thế đa số, hôm qua đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia, nhưng đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu.
Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và phe Dân Chủ. Với tỷ lệ sít sao 217 phiếu thuận và 215 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật liên quan do phe Cộng hòa đề xuất. Phản ứng trước động thái này, Nhà Trắng ra tuyên bố nêu rõ dự luật mới không có cơ hội trở thành luật. Tổng thống Joe Biden khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn vay nợ của quốc gia. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa về biện pháp cắt giảm chi tiêu để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ quốc gia. Chính phủ Mỹ dự kiến đạt đến giới hạn nợ trong vòng vài tuần tới, làm tăng nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vẫn tồn tại, nhưng thế giới đang dần bước ra khỏi giai đoạn khẩn cấp vì đại dịch. Đây là nhận định mới được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày hôm qua 26 tháng 4. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, trong tuần tới, WHO sẽ công bố hướng dẫn cho các quốc gia về cách thức chuyển đổi từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn ứng phó dài hạn đối với dịch COVID-19. Ông cho biết, WHO vẫn hy vọng trong năm nay có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu do bùng phát dịch COVID-19, là mức cảnh báo cao nhất mà Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc đưa ra với một dịch bệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo WHO lưu ý rằng virus vẫn tồn tại và tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này cùng với những dịch bệnh khác. Cũng liên quan tới đại dịch COVID-19, Bộ Y tế Indonesia hôm qua đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang trở lại trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 do dòng biến thể phụ XBB.1.16 gây ra ngày càng tăng tại quốc gia này. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia lưu ý rằng biến thể này rất dễ lây lan. Các triệu chứng do dòng phụ này gây ra đáng chú ý là có đau mắt đỏ hoặc cụm mắt ở trẻ em, sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu. Dòng phụ XBB.1.16 đã được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, trong khi diễn biến dịch COVID-19 tại Indonesia luôn trải qua mô hình tương tự như Ấn Độ. Theo báo cáo của lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 của chính phủ Indonesia, ngày 26 tháng 4, quốc gia này đã ghi nhận thêm gần 1.400 ca nhiễm mới. Để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đang tìm đường từ Chile tiến lên phía Bắc, Tổng thống Peru Dina Boluarte ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới và ra lệnh tăng cường lực lượng cho các trạm kiểm soát. Trong nhiều tuần qua, hàng trăm người di cư đã bị chặn lại tại khu vực biên giới giữa thành phố Tacna của Peru và Arica ở miền Bắc Chile. Theo Liên Hợp Quốc, phần lớn trong số này là những người từ các nước trong khu vực di cư tới Chile và giờ đang tìm đường về nhà hoặc tiếp tục đi xa hơn về phía Bắc để đến Mỹ, trong bối cảnh Chile thắt chặt kiểm soát người nhập cư. Chính phủ Peru đã điều 200 quan chức cảnh sát tới tăng cường cho các điểm kiểm soát nhập cư. Tổng thống Peru hôm qua cho biết, lực lượng binh sĩ bổ sung sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát tại các cửa khẩu biên giới của Peru với Chile và một số quốc gia khác. Chính phủ Peru không thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ duy trì trong bao lâu. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 27 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.
sáng nay 27 tháng 4 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PetroVietnam tổ chức lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo. Với quy mô tổng diện tích 131,74 ha, dự án có công suất 1.200 MW, là dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là dự án nguồn điện cấp bách thuộc tổng sơ đồ điện 7 và tổng sơ đồ điện 7 điều chỉnh. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỷ đồng một năm, sử dụng trực tiếp và gián tiếp trên 400 lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng. Đến nay, hai tổ máy đã hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm thu và đã phát điện, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 1 tỷ kWh. Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, an ninh năng lượng, đảm bảo cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ chính trị, ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Để phát triển ngành điện, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được Chính phủ giao làm chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án nguồn điện. Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 mang nhiều ý nghĩa to lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc và cả nước. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỷ đồng một năm, sử dụng trực tiếp và gián tiếp khoảng trên 400 lao động tại địa phương. Thủ tướng đã chỉ rõ bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để áp dụng cho các dự án khác đang và sẽ triển khai của cả nước nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng. Qua đây, Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, góp phần bổ sung nguồn điện cho đất nước, nhất là trong bối cảnh miền Bắc tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện trong những năm tới. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 sớm hoàn thiện công tác quyết toán và báo cáo hoàn thành dự án theo quy định. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, hôm qua tại thủ phủ tỉnh Santa Fe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Córdoba Juan Chiaretti, Thống đốc tỉnh Entre Ríos Gustavo Bodet. Tại buổi tiếp, chia sẻ một số kết quả nổi bật của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo cấp cao và Quốc hội Việt Nam và Argentina đã thống nhất nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa hai cơ quan lập pháp trên cả bình diện song phương và đa phương. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina. Trong đó, quan hệ giữa các địa phương giữ vai trò quan trọng. Thống đốc cảm ơn và bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian thăm tỉnh Santa Fe và tiếp lãnh đạo ba tỉnh. Các thống đốc mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội sang Việt Nam tham dự các sự kiện thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư như Food Expo. Đây là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, thiết lập quan hệ hợp tác và tìm hiểu thị trường xuất khẩu của nhau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Santa Fe với vị thế chủ chốt trong vùng tam giác phát triển miền Trung Argentina cùng với hai tỉnh Córdoba và Entre Ríos quan tâm thúc đẩy và ủng hộ chính phủ Argentina trong chủ trương mở rộng hợp tác và hội nhập kinh tế, ủng hộ việc khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam khối thị trường Trung Nam Mỹ. Nhân dịp này, Thống đốc Omar Angel Perotti cũng đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ danh hiệu khách mời danh dự. Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương. Theo đó, các cơ sở y tế phải đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Công văn cũng lưu ý, trong trường hợp có diễn biến đặc biệt như bùng phát dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm, cấp cứu, thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị đơn vị có báo cáo khẩn về cơ quan quản lý trực tiếp để kịp thời giải quyết. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và các địa phương về an toàn vệ sinh lao động.
Tại buổi đối thoại, các bên đã thẳng thắn trao đổi về nhiều nhóm ý kiến về quản lý máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhóm ý kiến về quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, nhóm ý kiến về chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhóm ý kiến về lĩnh vực khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động, nhóm ý kiến về lĩnh vực quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động. Bên cạnh việc tổng kết, thống kê lại những vấn đề đã triển khai được trong năm 2022, buổi đối thoại cũng đã đưa ra được những vấn đề còn tồn đọng của vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Toàn bộ các kiến nghị và kết quả của cuộc đối thoại sẽ được báo cáo gửi tới chính phủ và chuyển tới các thành viên hội đồng quốc gia. Một số vấn đề quan trọng sẽ được xem xét lựa chọn để đưa ra biểu quyết trong hội đồng quốc gia trong phiên họp thường kỳ sắp tới. Kể từ năm 2023, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Điều này sẽ tạo cơ hội để thí sinh đưa ra những lựa chọn ngành nghề phù hợp, cũng là tạo thuận tiện trong việc tham gia các kỳ thi xét tuyển khác nhau của thí sinh. Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng quyết định kết quả kỳ thi đánh giá năng lực có thời hạn 2 năm. Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 là năm đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi có giá trị trong 2 năm để đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước mà thí sinh có nhu cầu. Đây được cho là một trong những phương án tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi tham gia kỳ thi. Bắt đầu từ năm 2023 thì các cái kỳ thi sẽ được tổ chức trên máy tính, thi trắc nghiệm hoàn toàn. Và sau khi thi xong thì thí sinh cũng đã biết được cái kết quả của mình. Đồng thời là cái kết quả thi đó thì sẽ được thí sinh sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận có thời hạn trong 2 năm. Và thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng cái giấy chứng nhận này để nộp vào bất kỳ một cái trường đại học nào mà có sử dụng cái kết quả này để xét tuyển đại học. Và tính đến thời điểm này thì năm nay đã có hơn 30 trường đại học đã đăng ký sử dụng cái kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Hà Nội để xét tuyển đại học trong năm 2023 này. Không chỉ có Đại học Bách khoa Hà Nội, đây cũng là năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng phương án này trong các hoạt động tuyển sinh liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của trường. Đại học Quốc gia Hà Nội thì hiện tại đang xây dựng đề án tuyển sinh cho năm 2023, nhưng kinh nghiệm kế thừa từ năm 2022 là hầu hết các đơn vị đào tạo, 12 đơn vị đào tạo bậc đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục sử dụng bài thi đánh giá năng lực như là một phương thức xét tuyển. Và năm 2023, năm 2022 chúng tôi có 60 trường đại học trong cả nước sử dụng. Và năm 2023 đến thời điểm này là có 65 trường đại học đã tuyên bố sử dụng. Dự kiến thì sẽ tiếp tục tăng lên và không dưới 70 trường đại học sẽ sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực. Có thể thời gian tới còn tăng hơn. Việc kéo dài thời hạn hiệu lực của kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy lên 2 năm không chỉ tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các ngành nghề khác, mà còn tạo cơ hội cho học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi sớm để trải nghiệm, làm quen, thậm chí dùng để xét tuyển đại học cho năm sau. Khá là hay, tại vì một số học sinh bây giờ cảm giác bị mất định hướng khi vào các trường, có thể đôi khi dẫn đến việc đi vào một số khoa mà các bạn không thật sự mong muốn. Vậy nên việc giữ lại kết quả này sẽ giúp cho các bạn có thêm một cơ hội để mà chọn vào khoa mình thật sự muốn, để mà không bị lãng phí mất 4 năm đại học của mình. Trên thực tế thì có rất nhiều bạn hết năm lớp 11 rồi thì các bạn cũng đã có đầy đủ các cái năng lực tư duy để có thể theo học trên môi trường đại học được rồi. Do vậy có nghĩa là với cái thời lượng mà cung cấp cho các bạn ấy là trong thời hạn 2 năm, thì có nghĩa là những em học năm nay đang học lớp 11, nếu các em ấy đã có đủ tự tin thì các em hoàn toàn có thể đăng ký dự thi. Và nếu như cái kết quả bài thi mà hoàn toàn tốt thì các em hoàn toàn có thể dùng cái kết quả này để sang năm các em xét tuyển đại học. Còn lại trong thời gian trong năm lớp 12 thì các bạn ấy có thể dùng cái thời gian đấy để trau dồi thêm các kỹ năng để sẵn sàng lên môi trường học đại học mà không phải quá lo về cái việc thi cử trong năm lớp 12 quá áp lực nữa. Việc kéo dài hiệu lực kết quả kỳ thi cũng sẽ giảm thiểu tình trạng quá tải cho các đợt thi và kỳ thi và hạn chế việc diễn ra những kỳ thi không cần thiết gây tốn kém. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đang được sử dụng trong phương án xét tuyển của gần 60 trường và cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm thế đa số, hôm qua đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia, nhưng đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu.
Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và phe Dân Chủ. Với tỷ lệ sít sao 217 phiếu thuận và 215 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật liên quan do phe Cộng hòa đề xuất. Phản ứng trước động thái này, Nhà Trắng ra tuyên bố nêu rõ dự luật mới không có cơ hội trở thành luật. Tổng thống Joe Biden khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn vay nợ của quốc gia. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa về biện pháp cắt giảm chi tiêu để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ quốc gia. Chính phủ Mỹ dự kiến đạt đến giới hạn nợ trong vòng vài tuần tới, làm tăng nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vẫn tồn tại, nhưng thế giới đang dần bước ra khỏi giai đoạn khẩn cấp vì đại dịch. Đây là nhận định mới được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày hôm qua 26 tháng 4. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, trong tuần tới, WHO sẽ công bố hướng dẫn cho các quốc gia về cách thức chuyển đổi từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn ứng phó dài hạn đối với dịch COVID-19. Ông cho biết, WHO vẫn hy vọng trong năm nay có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu do bùng phát dịch COVID-19, là mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đưa ra với một dịch bệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo WHO lưu ý rằng virus vẫn tồn tại và tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này cùng với những dịch bệnh khác. Cũng liên quan tới đại dịch COVID-19, Bộ Y tế Indonesia hôm qua đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang trở lại trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 do dòng biến thể phụ XBB.1.16 gây ra ngày càng tăng tại quốc gia này. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia lưu ý rằng biến thể này rất dễ lây lan. Các triệu chứng do dòng phụ này gây ra đáng chú ý là có đau mắt đỏ hoặc cụm mắt ở trẻ em, sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu. Dòng phụ XBB.1.16 đã được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, trong khi diễn biến dịch COVID-19 tại Indonesia luôn trải qua mô hình tương tự như Ấn Độ. Theo báo cáo của lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 của chính phủ Indonesia, ngày 26 tháng 4, quốc gia này đã ghi nhận thêm gần 1.400 ca nhiễm mới. Để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đang tìm đường từ Chile tiến lên phía Bắc, Tổng thống Peru Dina Boluarte ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới và ra lệnh tăng cường lực lượng cho các trạm kiểm soát. Trong nhiều tuần qua, hàng trăm người di cư đã bị chặn lại tại khu vực biên giới giữa thành phố Tacna của Peru và Arica ở miền Bắc Chile. Theo Liên Hợp Quốc, phần lớn trong số này là những người từ các nước trong khu vực di cư tới Chile và giờ đang tìm đường về nhà hoặc tiếp tục đi xa hơn về phía Bắc để đến Mỹ, trong bối cảnh Chile thắt chặt kiểm soát người nhập cư. Chính phủ Peru đã điều 200 quan chức cảnh sát tới tăng cường cho các điểm kiểm soát nhập cư. Tổng thống Peru hôm qua cho biết, lực lượng binh sĩ bổ sung sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát tại các cửa khẩu biên giới của Peru với Chile và một số quốc gia khác. Chính phủ Peru không thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ duy trì trong bao lâu. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 27 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.